Thưa quý vị, trên thị trường hiện có khá nhiều thương hiệu rượu, nhưng rượu Phúc Hội vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo thực khách. Bởi hương vị nồng đậm lan tỏa cảm giác dễ chịu, để đạt được điều đó, cơ sở sản xuất đã phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ ngâm ủ đến khử độc tố, rồi lưu trữ trong chung sành 6 tháng trước khi bán ra thị trường. Sau nhiều năm nghiên cứu các phương pháp chế biến sản xuất rượu trong và ngoài nước, anh Trần Văn Huy quyết định thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh rượu bia và nước giải khát Phúc Hội tại thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. Với số vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng, anh đã xây dựng dây chuyền trưng cất rượu được nhập khẩu từ Đức với công suất 100.000 lít rượu mỗi năm. Để có sản phẩm tốt, điều cốt lõi là phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất. Theo đó, cơm rượu được ngâm ủ 40 ngày sau khi đưa vào trưng cất thành rượu, lại dùng thiết bị lọc để khử độc tố, Tiếp đó, lưu trữ rượu trong chung sành 6 tháng mới bán ra thị trường. Nhờ vậy, rượu Phúc Hội luôn đảm bảo vị nồng đượm, uống không đau đầu, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Để có được chất lượng sản phẩm tốt nhất thì rượu Phúc Hội là, là chủ trọng nhất vào khấu lựa chọn đầu vào để để, để sản xuất là nếp tư nguồn nếp là cũng là là kiểm soát chặt chẽ từ các quy trình sản xuất rồi các sản phẩm trái cây để ngâm ra các loại rượu cũng được được liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất. Doanh số bán ra mỗi tháng hàng ngàn lít rượu, không chỉ thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Hiện tại hợp tác xã kinh doanh rượu bia và nước giải khát Phúc Hội đang sử dụng 10 công nhân làm tại xưởng sản xuất và các cửa hàng. Hợp tác xã còn hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho hàng chục hộ nông dân trồng lúa nếp trên địa bàn Thuận Lộc. Đúng là, bà con nông dân thì rất phần khởi. Về cái đầu rá thì được à, giá cả thì giữa hợp tác xã Rìa Phúc Hồi cùng thu mua về giá cả là cũng có cáo thị trường. Rồi bà con cũng rất hăng say để sản xuất và các loại giống lúa nếp gọi là giống đồn nếp đặc trùng ấy để sản cho ra được cái loại rượu tốt nhất thì là rượu phục hồi là thú mua với giá là so với thị trường là cao hơn. Rượu là sản phẩm chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu ngoài nước, trong nước, thậm chí là với các sản phẩm rượu thủ công sản xuất không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo quy trình. Do vậy để thuyết phục được thực khách, đòi hỏi yếu tố chất lượng và được đặt lên hàng đầu đấy chính là điều mà hợp tác xã phúc hội luôn tuân thủ đối với sản phẩm rượu truyền thống của mình